Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Hậu ly hôn, Quang Minh vướng tin đồn phim giả tình thật với Cao Thái Hà. Từ sau ly hôn mới đây, Quang Minh đã trở lại phim trường tham gia nhiều dự án phim, trong đó anh đóng cùng Cao Thái Hà ở một dự án và một dự án phim có sự tham gia có Tiến Luật, Trung Liên. Chính vì sự tin đồn cùng nhau và hình ảnh hậu trường lỗ, cả hai đã có nhiều hành động thân mật dẫn đến diễn xuất tin đồn cho rằng Quang Minh đang cặp kè Cao Thái Hà. Sau một thời gian ly hôn với Hồng Đào, nam danh hài mới đây đã lên tiếng vì việc này. Tôi và Cao Thái Hà tham gia chung một bộ phim Chiều Mãng. Ngoài tôi và Cao Thái Hà thì phim còn có sự tham gia của Tiến Luật, Trung Lương. Trong phim cô ấy là đóng vợ tôi nên có nhiều phần đoạn tình cảm. Thế mà nhiều người cho rằng Hà là người tình của tôi sau hậu ly hôn Hồng Đào. Tôi cũng càng giải thích thì càng bị gió cho phim nên thôi. Sau khi ly hôn chụp với cô nào đăng lên mạng thì dẫn tin đồn dù nó sai, nhưng khi lại vui vì khán giả vẫn quan tâm tôi. Tôi sẽ chia sẻ về cuộc sống với khán giả khi có cơ hội, nghệ sĩ Quang Minh bày tỏ. Khi được khán giả hỏi nếu có tình mới kém 20 tuổi, 30 tuổi, anh có sẵn sàng công khai hay không? Quang Minh chia sẻ, thì ký hay mút rồi. Nếu tôi tìm được người mới tâm đầu ý hợp, tôi không ngại chia sẻ và khán giả yêu mến mình. Ở thời điểm vừa ly hôn Hồng Đào, Quang Minh đã tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật trong một thời gian dài muốn cân bằng lại cuộc sống. Sau đó Quang Minh bắt đầu trở về Việt Nam tham gia các bộ phim điện ảnh như Em Chưa 18 Tuổi, Ngôi Nhà Bướm Bướm. Bên cạnh việc đáp trả tin đồn xung quanh mối quan hệ giữa diễn viên Cao Thái Hà, nghệ sĩ Quang Minh còn tâm sự về cuộc sống độc thân của mình. Tham gia một buổi trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ, nghệ sĩ Quang Minh hào hứng khi được giao lưu với khán giả cũng như chia sẻ cảm xúc vì thời gian sống tại Việt Nam. Anh cảm thấy bất ngờ vì sự thay đổi của thành phố Hồ Chí Minh so với thời gian trước khi nam nghệ sĩ định cư tại Mỹ. Trong thời gian hoạt động tại Mỹ, bên cạnh việc nhận những sự yêu quý của khán giả, nghệ sĩ Quang Minh cũng vướng một tin đồn tình cảm với các diễn viên nữ. Điều này khiến anh vừa vui vừa buồn. Quang Minh cho biết bây giờ tôi là chụp ảnh với cô nào đưa lên Facebook là bị nghi vấn. Điều đó khiến tôi vô cùng có nỗi buồn cùng có. Vì khán giả quan tâm đến mình nên họ mới nhận đến mình, còn khán giả không quan tâm thì mình gì cũng kệ. Điển hình là tôi tham gia bộ phim Cao Thái Hà đóng vai vợ tôi. Chúng tôi có chụp ảnh tấm hình để đăng lên Facebook và có ghi hình rõ ràng đóng phim. Thế mà cũng có một số báo đăng người tình của Quang Minh đã lộ diện sau khi ly hôn. Thông tin đó làm tôi hết hồn, nhưng tôi lại suy nghĩ một điều đó, mọi người khác nhau. Người ta nhận xét mình như thế nào là việc của người ta, còn tôi là người như thế nào thì trước giờ, sau người ta cũng biết. Khi nhận được yêu cầu chia sẻ vì cuộc sống độc thân, nam nghệ sĩ có chút chững lại. Quang Minh tâm sự khi nghe hai chữ độc thân, tôi hết hồn cho đến giờ phút này. Tôi chưa nghĩ tôi độc thân vì tình cảm của Quang Minh và Hồng Đào đã gắn liền quá lâu rồi. Trái lòng vì những câu chuyện quá khứ cũng như suy nghĩ của Quang Minh ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên Ngôi Nhà Bướm Bướm tâm sự. Ngày xưa anh đâu hề có Quang Minh, là có Hồng Đào. Sau khi xảy ra chuyện rồi, tôi mong muốn tất cả mọi người lắng đau lại. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn cho hay anh đã ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để đến với tình yêu. Đối với nghệ thuật, thôi thúc anh quay trở lại sân khấu. Quang Minh quyết định chuyển hướng sang làm MC trong lần đầu tiên thử thách bản thân với vai trò mới. Anh từng lo lắng vì phản ứng của khán giả khi hoạt động độc lập mà không có nghệ sĩ Hồng Đào. Tôi cố ngừng một thời gian, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng mình phải bước tới. Tôi chuyển sang làm MC cho một chương trình bên Mỹ. Trong buổi đầu tiên làm MC, tôi rất hồi hộp vì tôi không biết là khán giả có cảm thông cho mình hay không. Nhưng khi giới thiệu Quang Minh bước ra thì khán giả vỗ tay. Đó là điều kịch lệ tinh thần tôi sau thời gian độc thân, anh nói. Ngoài ra, nam diễn viên Nhà Bướm Bướm còn thừa nhận đây là vấn đề sâu trong lòng của anh. Anh còn gửi lời cảm ơn xin lỗi đến những khán giả đã yêu thương Quang Minh Hồng Đào trong suốt quãng thời gian vừa qua. Quang Minh chia sẻ sau khi chuyển hôn nhân đổ vợ. Tôi không ngỡ rằng khán giả lại thương Quang Minh Hồng Đào tới mức đó.
Tôi cảm ơn điều đó. Tôi cũng muốn xin lỗi quý vị và bạn bè vì đã không làm cho khán giả của Quang Minh Hồng Đào được vui. Nhưng lỡ thương Hồng Đào rồi thì Quang Minh cho trót. Mong mọi người ủng hộ cho Quang Minh hơn thế nữa. Nghệ sĩ Quang Minh còn vui vẻ giao lưu trả lời câu hỏi của khán giả cảm xem online từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.